Gì vậy? Đẩy đẩy ngoài. Đi chút chút đi. Trời nay tôi có thấy ngại ngại đó. Kỳ quá. Trời ơi, bị gài vậy đó. Nè coi nè. Làm gì? Kỳ quá, tự nhiên cô bắt mặt vậy sao được. Ôi đúng gài luôn thì tôi không biết nói. Coi nè, mặt kia nè. Cười gì? Tắt đây. Tại vì bữa giờ tôi đi học giỏi quá bị cô để ở nhà. Trời ơi, em không mua tích màu vàng á, mà hôm nay cô bắt mặc màu vàng á. Mà hai người sao mặc dùng giống kỳ xin quá rồi. Đáng lẽ đáng hai người, hai... Ủa? Trời ơi, sao kỳ vậy? Trời ơi, xỉu. Không được, ủa hôm nay cô kêu mặc đồ cam mà. Ủa hôm nay cô kêu mặc đồ cam mà. Cô kêu là hai đứa nào mặc đồ vàng là lên là giỏi nhất, học giỏi nhất. Còn hai bạn, sao hai bạn mặc đồ màu hồng giống nhau vậy? Trời ơi, cô kêu mặc à. Trời ơi, thì có cô dặn mặc màu cam. Cô dặn màu cam mà. Cô dặn màu hồng. Cô dặn là mặc màu vàng. Ủa gì kỳ vậy? Dặn khè luôn á. Ủa sao kỳ vậy? Sao cô dặn như thế hả? Bây giờ cô làm sao hả? Đồ gì mặc đồ đó. Cô đi đâu phải ăn cái này không đâu. Cái gì vang lên vậy? Oh my god. Wow. Hôm nay cô mắt cô long lanh, môi cô trúng chiếm, lông mày cô rất là dài. Ủa sao cô giọng men quá vậy? Có phải không? Cú à! Wow! Đẹp không? Đẹp không? Hoa! Tôi phản đối đám cưới này! Cô ơi! Cô tung hoa đi để con đỡ! Cô tung hoa đi mà! Chú phản đối đám cưới này! Bạn. Mày nói mất cỡ quá à. Sao các con ơi, à cô thông báo điều là cô lấy chồng cho con, cô chống lại đó trời. Nè cô thấy nè, áo cặp nè thấy không? Ừ mà sao con chưa hỏi cô kỳ, cô dặn áo hồng mà sao đây mặc áo cam? Sao cô lại thiệt con hỏi bà bạn này hả? Con với bạn này mặc áo vàng cô. Thì cô thấy là các con hợp với nhau, cô thấy lớp mình ai cũng có cặp có đôi, mình cô lẻ bóng cái cô. Trời cô tụi cái đôi mà. Ủa vậy là muốn ai cô lấy chồng cô nghĩ nhảy rồi sao? Cái cô mặc đồ cô dâu nè. À cô cần có đôi mà không ai cùng đối cô. Ôi cùng đối cô nghĩ vậy sao cô phải đối vậy là tụi con không có được học. Con sẽ cầu cho cô ế suốt một đời. Trời ơi. Trời ơi. Vậy là không có được cầu cô ế suốt một đời, không có ai lấy cô hết trơn á. Ôi bây giờ về nhà đứng sau lưng tôi đi. Đặt những cái bông này ai cầm được rồi đó là cầm nó lên. Hoa giả bộ bạch trực được nha. Bạn hoa màu vàng. Một, hai, tắt ra đi. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Một ngày rất là đặc biệt trên toàn thế giới cho những cặp yêu nhau. Cô chúc cho toàn thế giới này ai đang yêu thì luôn ngọt ngào, say đắm, chìm đắm trong tình yêu. Và ai chuẩn bị ngấp nghé, coi như là để ý nhau thì sẽ yêu nhau nha. Cái yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong nghe không? Đó, cho nên hôm nay là một cái ngày là đối với các cặp tình nhân á, người ta sẽ thổ lộ tình yêu với nhau. Và cô muốn là hôm nay trước mặt cô, các con sẽ nói một lời yêu thương
có cái mùi gà gà vậy đó. Được thôi. Có cái nó cứ gà gà sao cái gì có mặt ở đây chứ, có mặt ở đây sao nói được. Trời ơi, trong lớp mình mà khuất mài mình thôi. Cô muốn các con, ví dụ cô muốn đây nè, Nam là nói với Hòa một câu yêu không, có yêu nói là yêu, không yêu nói điều cho xong ngày hôm nay. Đúng không? Dứt khoát rồi. Xong ngày hôm nay rồi có công tư tưởng mệt. Đúng không? Các con cứ nói đi. Dạ, để con nói một câu chứ Hòa, Hòa ơi. Không ấy. Không ấy. Không ấy đi tập tạ chung với anh đi. Không ấy là làm bạn tập tạ với mình đi. Không tập tạ tốt lắm, thấy không? Cô không có gì mà nói với bạn Nam hết à. Con có yêu bạn nữa không? Đến tập tạ cũng không muốn tập cùng luôn. Đi tập tạ cũng muốn tập cùng. Tại sao không muốn tập cùng? Để mai tính. Vậy là có tính là được rồi đúng không? Để mai tính có nghĩa là cặp này còn có à, khả quan phải không? Muốn lại rồi. Hả? À, Bí Hồng đơn giản thôi nha. Cô sẽ giới thiệu cho các con những cặp đôi nổi tiếng khắp thế giới mà ai cũng biết hết trơn. Hoặc nếu chưa biết thì qua tiết học này các con sẽ biết. Các con sẽ biết ngay thôi. Bây giờ từng cặp lên đây, cái cô đọc cái gợi ý là các con sẽ biết là hai cặp này là vợ chồng hay là yêu nhau như thế nào ha. Bây giờ ai lên đây? Giờ tôi muốn cái cặp lên ghê chứ tôi muốn kiểu này. Được không? Bây giờ cho vậy đi, bây giờ cả hai đội vậy coi như thành cái người đây đây lên đây đây lên đây, đây đây được không? Giờ quyền hay không là của cô đúng không? Cô tự nói với tự nói quyền của cô à. Cô sẽ không có đá đạo gì ở lên đây. Tại vì cái vòng này cô sẽ không tính thắng thua hết trơn á. Không? Giờ cặp lại lên trước đi. Lên trước đi. Thích vậy đó, cô thích vậy lên đây. Cái số của em là phải theo tập tạ. Không, cái này gọi là duyên tập tạ đó. Em cứ duyên với tập tạ rồi. Cặp đôi này có vợ là ca sĩ. Sau này cô ta chuyển sang thiết kế thời trang. Dạ. Và chồng là cựu cầu thủ nổi tiếng thế giới. Dạ. Chồng, chồng con nghĩ là một cầu thủ bóng đá rất là nổi tiếng. Con nghĩ đó là Beckham. Zidane. Cô vợ. Gì cái gì mà gì? Vợ. Vợ là. Tào Lan. Thấy chưa? Dạ. Các con có công nhận là cái cặp này nó hiểu với nhau. Đúng rồi. Quá hiểu rồi. Con ngại cái ngọt này. Ngọt cái miếng lùi, lùi á. Rồi, về chỗ đúng quá chính xác. Quá hay luôn. Trời ơi, dễ luôn. Dễ gì? Bạn biết không? Trời ơi, dễ sợ luôn á. Thì mấy bạn lên trước rồi. Chứng kiến người ta cùng trả lời được một câu hỏi hạnh phúc trong câu hỏi đó mà người phải buồn chứ. Sao lại ganh tị như vậy được chứ? Mà câu hỏi này là câu hỏi dễ dàng. Đây là cặp vợ chồng nó gắn bó với nhau 15 năm được các con. Dạ. 15 năm để sống chung với nhau để gọi là vợ chồng nó rất là khó đúng không? Khó ghê. Mình giữ được như thế càng khó hơn. Mà hai người này đã giữ được như thế là có con như thế nào. Ôi, cô rất là ngưỡng mộ đúng không? Rất là ngưỡng mộ. Hay là tình bạn nha. Rồi, hãy tình nhiên. Con không biết tình gì đâu. Cái này cô nói tình bạn chưa chắc lắm. Chưa chắc đâu nha. Lạc lạc lệch lệch cô. Chưa chắc đâu nha. Tôi khơi trả cho con nói. Thôi bạn thường đi, công khai nha. Anh Nhân anh đứng. Anh đứng gì đâu. Đàn ông quá. Chàng là một diễn viên tài hoa. Nàng cũng là một minh tinh sáng giá. Trời ơi, quá dễ. Và họ có một gia đình gồm 6 người con hết rồi. Dễ ờ con. Dễ của cô. Thì trả lời đi. Nhưng mà chàng nó là rabbit. Đúng rồi, rabbit thì có rabbit. Còn vợ. Anh kia anh gì? Angelina. 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 Không được. Angola. Angelina Jolie. Ừ, đó, hai con cũng rất là hiểu nhau. Chúng tôi chỉ là tình chị em thôi. Rồi, còn cặp cuối cùng, cặp ngọt ngào nhất là màu hồng cũng rất là ngọt ngào, lên đây đi. Tôi nhìn nhau hết rồi. Nói chuyện đôi này nhau làm gì? Cặp đôi này chàng là ca sĩ. Chàng là ca sĩ. Chàng từng được bình chọn nằm trong top 6 người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Nàng thì là một thiên thần tỏa sáng. Rồi mi. Rồi. Ông có nhớ cái con này có đẹp. Maroon 5. Sai. Adam. Adam Levine. Thì đó. Adam Levine. Còn cô là tên gì không có nhớ được. Có hai đúng đồng tiền với thương lắm. Con này là một tiếng đẹp lắm. Siêu mẫu. Siêu mẫu đúng rồi. Có hai đúng đồng tiền. Siêu mẫu Victoria siêu khịch á. Cái mà người đúng rồi. Cô đó đó. Đi nè hơi bị hư. Không có nhớ tên. Đúng ra phải là chàng là một thành viên của một nhóm nhạc. Nàng là ca sĩ solo.
Thua rồi đó cô, bắt phạt đi cô. Rồi cô, phải là cô. Cặp đâu có trả lời được. Không lẽ cặp này không hiểu nhau ta? Không hiểu nhau thì không hiểu nhau cô. Cố tình thì phải. Cô em nhé thôi chứ cặp này cô tin không nhau để hiểu nhau cô. Cùng nhau á. Không nghĩ. Chứ cô biết cái cặp này á rất là hiểu nhau, từng đóng sách này xin là diễn nhau như thế. Không hiểu nhau. Diễn cô này. Sống thật với bản thân thôi mà. Không hiểu nhau đi. Thôi đi về chỗ đi. Trời ơi. Mệt mỏi con, mệt mỏi. Nhưng mà các con vẫn biết cái cặp này đúng không? Adam, Levin và Bihati. Để rồi. Nhạc thì nói về tình yêu, cô nghĩ là các con biết nhiều đúng không? Âm nhạc. Nhạc rõ là biết hết đó con. Nhạc Việt hả con? Nhạc Việt. Thế nào có bài Mình Yêu Nhau Đi? Chắc có luôn. Thế nào thấy có một bài một các con biết không, nói đến tình yêu á thì phải nói đến âm nhạc. Tại vì khi con người ta buồn, chúng ta buồn buồn tình thì cũng hay mở nhạc nghe đúng không? Mà chúng ta đang hạnh phúc về một tình yêu cũng hay nghe nhạc đúng không? Âm nhạc không bao giờ thể thiếu. Âm nhạc không thể nào thiếu trong mỗi người chúng ta. Con cũng có một bài hát về tình yêu hay lắm cô. Dạ đúng rồi, bài hát đó rất là hay cô, về tình yêu, người yêu cũ. Người yêu. Sao con nói trong đây có cái giọng điệu hơi ghen ghen sao hả? Phải không? Người cũ hả? Tự gài chi vậy? Tự gài chi vậy? Ta gài chưa đủ. Đã nói tự gài cho qua. Tự nhiên bị sực sơn vậy. Rồi, bây giờ từng cặp lên đây nha. Bây giờ là đối nha. Không có từng cặp kia nữa. Bây giờ hai cô muốn là ủa lên. Con muốn đây hả? Con muốn đây. Hai tập tạ lên đi. Con muốn đấu ở đây hả? Đi luôn. Rồi vậy lên đây đi, con đấu đi. Con muốn đây hơn. Đấu tập tạ. Nhưng phải ưỡn lên anh. Gồng tay đi con. Ưỡn lên xuống bên nữa nha. Gồng tay đi con. Anh phải ưỡn lên cho bà bên kia đó. Anh phải ưỡn lên. Cái tay không mặc em mày đó. Đúng rồi. Trời ơi. Nghe cô đồng gợi ý, sau đó cô nói chưa hết, các con tự gợi ý mà nói lên cái bài hát này do ai hát. Dạ. Nghe không? Và dạ. Ca sĩ nào nghe chưa? Dạ. Tựa đề. Tựa đề đây. Yêu một ai là khi. Yêu một ai. Yêu một ai là từ là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong. Thôi giờ khó quá bỏ đi, cho nghe nhạc đi nha. Dạ, cho nghe nhạc đi. Rồi. Bạn này cũng đi tập tạ được. Không, bài này của Hồng Phước với người của Hương Giang. Đúng rồi. Bài cái gì ngày yêu gì đó. À, mùa ta đã yêu. Mùa ta đã yêu của Hồng Phước hát với Hương Giang. Bên đây như copy vậy, bên đây như sao. Dạ, con trả lời cùng bạn. Hương Giang đi, không đi. Nghe hết nhỉ. Trời ơi, mấy người tập tạ làm gì nhìn kỳ quá à. Tôi ghen đấy kìa. Giờ để hạnh phúc nè. Tập tạ bị bể nè. Trời ơi. Coi con voi con mắc ói quá. Về nhà không tập tạ nữa nha Nam. Nó bể hết trơn rồi. Đúng rồi, chính xác bài này là bài Mùa Ta Đã Yêu. Cặp thứ hai. Không, hai con lên đây. Thôi, đi cho hai đứa gái đấu nhau. Hai con lên đây. Oh, my brother man. Brother. Show me what you got man. Nghe nha. Nghe nghe tao nè. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Trời ơi. Dạ thưa cô, đây là bài kia anh hiểu em. Anh không suy nghĩ trong anh. Suy nghĩ trong anh khắc Việt, hát khắc Việt, sáng tác khắc Việt, khắc hết. Nghe nha. Không, nhưng có người khác khắc đâu mà quên anh Quân. Người Việt kể về ta. Tại vì một ngày tổ hương này không vậy? Đi qua, đi qua. Sao giống một bộ phim gì đó. Nhìn như là một ghê quá. Te coi. Te ăn cái coi. Nặng quá đừng nói. Cái gì vậy? Nặng quá. Cô ơi. Nó để nằm luôn rồi. Lúc kéo. Thế đi anh để ra hôi đồ. Chi vậy? Rồi, khổ mở vậy. Mở các con vào chỗ. Chính xác, đây là bài suy nghĩ cho trong bài anh. Tủ không à? Khánh nó trả lời liền bài này là chắc con nghĩ là nó biết dạ, bài con, này. Dạ con chỉ Khánh
Không, tại vì này khách sâu trong cái lòng nó lúc nào nó cũng suy nghĩ. Con nói nó nói gì cũng hiểu hết. Ớt nào cũng vô. Cặp cuối cùng. Cặp cuối cùng đi. Trời ơi, cặp này thấy ghê lắm nè. Mệt lắm hay sao mà im quá vậy? Men lì quá. Gợi ý nha, đêm nay anh nhớ em. Anh ngước lên hỏi sao trên trời. Anh ngước lên hỏi sao trên trời. À. Bài này là bài chị nói đi. Cái gì nó diệu kỳ đó. Đêm tuyệt vời. Đình á, không biết bài này là bài tình yêu diệu kỳ. Mà đợi chi nhắc chi vậy? Dạ, đây là của Thanh Ngọc, chị Thanh Ngọc khác nè. Đúng rồi. Rồi, nhưng mà hát nữa. Ủa gì kìa vậy? Đang coi. Anh ngứa lên hỏi sao trên trời. Ai hát vậy? Sao mắt sáng tươi. Chắc, Bạn Quỳnh. Bạn Quỳnh. Em trong tim anh đó. Anh trao nhau tình yêu. Nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Ủa ai hát vậy? Sao sống trong giấc mơ. Ủa con biết không? Người yêu con sợ bạn này đúng không? Trời ơi em chỉ đóng thôi mà. Bạn ghê quá này. Bây giờ đợi cho tiết học thứ ba bắt đầu thì đợi cô ăn hết tô mì. Con biết trò này rồi. Cô nghe thằng Khánh nó hát cô đó luôn thì cô... Hay mà cô, trời nó hát hay mà. Sầu được nghe hay. Bà các con được. nghe Khánh hát hay không? Dạ hay. Trong mình cô nói hay à. Hay là nó mất con trời ơi. Nếu hay thì cô không ăn nữa. Nếu con nói Khánh hát hay cô không ăn nữa mà cô cho các con ăn cái tô mì này. Mì em nói lại mì. Ăn bằng cách gì? Bằng cách dụt hai đứa con là hai đội phải không? Lên đây. Gắp một con mì nhỏ vô. Cắn. Con này cũng cắn một đầu. Bên nào mà ăn nuốt con mì nhiều hơn thì nó sẽ thắng. Đơn giản. Ủa cô sao mà đo được ai nuốt nhiều hơn nhỉ? Con đó. Không có nghĩa là nhưng mà cô cái khúc mà cuối cùng của cái đạn mì sao? Miễn sao con không biết mà con thấy được cái sợi con mì vô cái miệng con được rồi. Bây giờ không có ngồi cô cũng bắt cặp nha. Chứ không có đội này đội kia đâu. Cô bắt cặp cuối cùng là các con cũng được thưởng hay là phạt là quyền của cô hết à. Làm theo màu đi cô. Đúng rồi. Làm theo màu đi. Hai màu này làm trước đi. Đó lên đây. Miễn cưỡng quá vậy. Tỉ mùi mình ăn mì. Lên đây nhanh lên. Hiệu này là hiệu mì tỉ mùi luôn. À, mì hai chị em. Tù xì đứa nào chị đứa nào em. Một hai. Mì này là mì bốn. Chào chị. Em tìm chị bé lâu nay. Rồi ngồi góc bàn con ngồi bên đây. Ngồi bên đây. Không được ăn gan nha. Nó cắn là cái cộng mà còn nhiêu bao nhiêu thì lấy cái đó đâu. Trời ơi, nó dễ đứt lắm á. Hai. Oh my god. À. Trời ơi. Trời ơi, mày ai chị em? Trời ơi. Dạ được như đây cô. Trời ơi. Ghê quá, ngắn quá rồi. Trời ơi, còn xíu thôi hả? Chúng tôi là ai chị em? Chúng tôi tạm thời chị bình thường, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Hay quá. Rồi, con miếng ăn luôn. Rồi, thấy con, màu vàng lên đây. Buồn quá à. Bạn này chơi không có tập trung cô. Con lựa đi. Dài đi đỡ bỡ ngỡ chứ gì. Dài chỉ là kéo lên thời gian thôi. Ngắn đi cho nó nhanh. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Ủa, từ 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 từ. Ba, sát nữa. Nam cắn một cái. Em cắn cái không có được nuốt vô nữa. Cắn. Cắn đi, cắn ra đi. Cắn xong lấy cái miếng đó ra. Lấy cái miếng đó ra. Tự lấy ra, lấy tay lấy ra. Đó. Đó. Nhưng mà mất con bị đứt. Còn dài hơn chắc. Dài hơn. Dài anh đâu? Anh dài hơn anh Nhân. Nè nhìn nè. Từ từ. Nè anh Nhân dài hơn nè. Chưa? Ghê ta. Anh Nhân dài hơn. Ok, rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại vào tuần sau. Yeah. Tạm biệt. Chào các bạn đi về. Rồi, đi con. Ăn mì đi. Giấu cái gì? Rồi, bay... tôi biết nhà tụi bay ăn. Tụi bay còn ăn đi. Nè, anh nói nè. Tham hố mà ăn mà nuốt luôn còn mì không còn một đoạn nào hết á. Đúng rồi. Tội lựa mì vậy. Trời. Đó.
bỏ đuôi xuống. Ủa? Chuẩn bị lấy cái đầu ra chia rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Coi chừng trời sao mi rung vậy mi, coi chừng mất cô rất là vui cái trò này tại vì cô thấy nó rất là tinh nghịch và nó có luôn cả tình cảm trong đó nữa, trong sáng luôn cô, rất là trong sáng. Và cô mong là toàn thế giới, trên toàn thế giới hôm nay ai cũng được hạnh phúc. Cả lớp chúng ta ai cũng được hạnh phúc. Có mình cô là bất hạnh thôi. Cô đi không tìm sao một đâu, nửa. Cô có nỗi con mà. Cô đi tìm một nửa của cô đây. Chào tạm biệt.